dung người vợ xinh đẹp của ca sĩ Lâm Hùng Vợ của ca sĩ Lâm Hùng vô cùng trẻ trung và xinh đẹp. Cô còn thuộc tiếp người không thích chương diện, khoe khoang như nhiều người phụ nữ khác khiến nam ca sĩ càng thêm yêu quý. Vào những năm 2000, Lâm Hùng là một trong những ca sĩ rất nổi tiếng và được xem là ca sĩ đệ nhất miền Tây. Tuy nhiên sau scandal tình cảm, Lâm Hùng lại mất hút một thời gian dài. Vua nhạc miền Tây Lâm Hùng bí mật kết hôn sau khi mẹ anh mất được 2 năm. Nam ca sĩ chưa từng khoe vợ với khán giả và giới truyền thông. Tuy nhiên trong những bài phỏng vấn, anh không hề giấu giếm chuyện đã kết hôn. Nam ca sĩ hạnh phúc chia sẻ về bà xã. Lần đầu gặp tôi đã bị chinh phục bởi vẻ tự nhiên không chả chuốt của bà xã. Thời gian đầu theo đuổi thì vợ tôi làm ngơ với tôi vì cô ấy nghĩ ca sĩ rất đào hoa. Cô ấy càng làm ngơ, tôi càng chai mặt theo. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy sự chai mặt của mình là xứng đáng. Bà xã Lâm Hùng tên thật là Phan Khánh Ngọc, cô sinh cho lâm hùng hai cô con gái và một cậu con trai bà xã lâm hùng sinh ra và lớn lên ở đà lạt dù không hoạt động giải trí nhưng cô rất xinh đẹp và cô nhỏ hơn anh khá nhiều tuổi cô chủ yếu chăm con và bán hàng online cô cũng không xuất hiện cùng chồng trong các sự kiện giải trí lâm hùng cho biết anh vẫn để vợ con ở đà lạt sống cùng bố mẹ vợ vì nhà rất neo người hơn nữa anh thường xuyên đi diễn xa nhà để vợ con ở sài gòn anh không yên tâm Lâm Hùng rất mãn nguyện khi có được một mái ấm gia đình hạnh phúc. Anh tự nhủ không bao giờ được làm bà xã buồn vì cô quá hiền. Dù giận dỗi cách mấy cũng không hề nặng lời với chồng hay có hành động không đẹp. Điều đó càng làm Lâm Hùng thêm trân trọng. ca sĩ Lâm Hùng lần đầu lên tiếng về scandal lừa tình lừa tiền phan nữ. Sau gần 13 năm, kể từ ngày vướng ồn mào lừa tình lừa tiền phan nữ, khiến danh tiếng hình tượng bị sụp đổ. Mới đây, nam ca sĩ Lâm Hùng đã lần đầu trải lòng về những chuyện đã qua trong quá khứ. Người từng được gắn với nhiều biệt danh như giọng ca huyền thoại miền Tây, ngôi sao miền Tây. Lâm Hùng cho biết, ngày đó anh sống bốc đồng, bất cần và xa lầy vào cám dỗ vì nổi tiếng quá sớm kể cả khi sự việc ồn ào trên mặt báo lâm hùng cũng không quan tâm vì sự yêu thích cuồng nhiệt của khán giả dành cho anh không hề suy giảm mãi đến nhiều năm sau khi tôi có gia đình mạng xã hội phát triển và câu chuyện của tôi nhiều lần được chia sẻ lại trên mặt báo tôi mới thấm thía thế nào gọi là thị phi là scandal làm sụp đổ danh tiếng sau nhiều năm ca hát và trải qua bao nhiêu thăng trầm trong sự nghiệp lâm hùng nghĩ đã đến lúc nên làm một thứ gì đó đặc biệt và xem như là dấu mốc của bản thân đó là lý do anh chi hơn 2,5 tỷ đồng để thực hiện album 100 tình khúc để đời. Với số tiền lớn như vậy, anh biết khả năng thu hồi vốn là điều không thể, nhưng anh chấp nhận đầu tư để thỏa niềm đam mê của mình. Sau khi mẹ anh qua đời vào năm 2006, Lâm Hùng gần như buồn xuôi tất cả. Công việc kinh doanh bất động sản của anh cũng gặp nhiều khó khăn và thua lỗ gần 20 tỷ đồng. Lúc đó anh chỉ biết cắm đầu đi hát mỗi đêm để kiếm tiền chi trả các chi phí hầu như không còn tâm trạng nhiệt huyết để làm bất cứ điều gì hay ra sản phẩm âm nhạc mới. Nhiều chuyện xui rủi cứ thế xảy ra khiến Lâm Hùng trượt dài trên con đường nghệ thuật của mình. Phải mất nhiều năm, Lâm Hùng mới trả hết các khoản nợ và bắt đầu lại mọi thứ. Giờ trở lại làng nhạc, anh có cảm giác như mình là một ca sĩ mới tanh vừa chập chững đi hát và dẫn thân vào showbiz vậy. Khi sự nghiệp bị xuống dốc, Lâm Hùng bị rất nhiều người quay lưng và xem thường mình. Khi anh đóng phim thì họ bỏ dự án của anh đi diễn thì bị cắt tiết mục vào phút chót mà chỉ biết cắm mức cam chịu. Trong đó có không ít bầu xô, đoàn diễn mà anh đã hết mình hỗ trợ trong suốt thời gian còn trên đỉnh cao. Nhưng đời là vậy, nếu có thể quay ngược thời gian thì anh ước gì ngày đó mình biết trân trọng từng khoảnh khắc ngày tháng nổi tiếng để không phải hối tiếc như bây giờ. Tuy nói qua thời kỳ đỉnh cao sau khi mẹ qua đời, nhưng nhiều ý kiến cho rằng chính scandal lừa tình lừa tiền có con với fan cách đây 13 năm mới là lý do khiến sự nghiệp và hình ảnh của Lâm Hùng sụp đổ. Đối với anh, màu màu ngày đó là một bài học đắt giá mà anh không thể quên được. Dù đã qua nhiều năm, nhưng anh vẫn có chút khó chịu mỗi khi nhớ lại chuyện cũ. Ngày đó anh còn quá trẻ, quá sốc nổi vì sự nổi tiếng đến với mình quá sớm. Cũng vì xa lầy vào danh vọng, nên ngày đó anh đã không vượt qua được cám dỗ cạm bẫy của showbiz. Bây giờ nghĩ lại, anh không ghét những người đã hại mình, mà chỉ xem đó là một bài học để bản thân sống tốt hơn và không bao giờ xa lầy vào một lần nào nữa. Những năm đó báo mạng chưa phổ biến như bây giờ, anh cũng không biết sử dụng internet nên không rõ dư luận bàn tán thế nào về mình. Lúc đó anh sống bất cần, ai nói gì thì nói, anh vẫn cứ đi hát như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mỗi đêm khi bước lên sân khấu, hàng ngàn khán giả vẫn hò reo, cổ vũ cho anh rất cuồng nhiệt. Mãi đến nhiều năm sau khi anh có gia đình mạng xã hội phát triển và câu chuyện của anh nhiều lần được chia sẻ lại trên mặt báo hiện tại nam ca sĩ lâm hùng đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và ba con trai có nhà vườn cực rộng và khối tài sản khá lớn sau nhiều năm chật vật vì scandal nợ nần bà xã của ca sĩ lâm hùng chưa bao giờ để tâm về quá khứ của anh đó là lý do khiến anh thương và cử cô ấy làm vợ trong mắt anh cô ấy là mẫu phụ nữ ít nói ngoan hiền và luôn yêu thương gia đình hết mực Cuộc sống tính cách của anh đã thay đổi rất nhiều sau khi gặp cô ấy. Từ một kẻ bốc đồng ngạo mạn vì được nổi tiếng quá sớm, Lâm Hùng dần trở nên trầm tính hơn, suy nghĩ chín chắn, trưởng thành hơn khi ở bên bà xã. Anh đã từ bỏ tất cả những tật xấu như hút thuốc, rượu bia, cờ bạc. Thay vào đó, mỗi ngày trôi qua anh đều cố gắng sống tốt để trở thành người chồng, người cha mẫu mực của gia đình. Lâm Hùng chia sẻ, "Vợ chồng tôi đang có một mái ấm rất hạnh phúc, có tới ba nhóc tì lém lỉnh." và đây là điều khiến tôi cảm thấy hài lòng, mãn nguyện nhất ở thời điểm hiện tại. Nhà vườn rộng 4.000m2 của ca sĩ Lâm Hùng Nhà vườn của ca sĩ Lâm Hùng tọa lạc tại thành phố Kiên Giang với khuôn viên rộng 4.000m2 được bày trí như một resort. Là người có tình yêu với thiên nhiên, cây cỏ, nên ca sĩ Lâm Hùng đã lựa chọn xây dựng không gian sống gần gũi với thiên nhiên ngôi nhà được khoác chiếc áo trắng tao nhã tọa lạc giữa một không gian mở phủ đầy cây xanh mang đến cái nhìn bắt mắt và tươi mát để thỏa mãn niềm đam mê cây cảnh nam ca sĩ và gia đình đã trồng rất nhiều cây xanh cũng như các chủng loại cây ăn quả anh không ngại lặn lội đến các tỉnh thành trên cả nước để tìm mua những loại cây cảnh độc lạ trong vườn nhà của nam ca sĩ có rất nhiều cây vạn tuế xa la lộc vân ngô đồng với gốc cây cổ thụ khoảng hai người ôm không suễ Tất cả được anh sưu tầm và bổ sung vào bộ sưu tập cây cảnh của mình, mang đến không gian sống tươi mát cho các thành viên trong gia đình. Chạy theo suốt chiều dài khu nhà là những thảm cỏ xanh mướt. Lâm Hùng cũng tỉ mẩn cho xây dựng mái nhà tròi ngay trong sân vườn, với đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Đây là nơi để anh đón tiếp bạn bè phương xa đến chơi, và cũng là điểm hẹn của các thành viên gia đình trong những dịp trọng đại. Nhưng có lẽ, ấn tượng hơn hết phải kể đến là sự hiện diện của những chiếc bàn gỗ mộc mạc Đủ tao nhã cho các buổi hàng huyên tâm sự Lâm Hùng nói rằng Ngôi nhà này là cội nguồn Chính là nơi anh được sinh ra và lớn lên Đây cũng chính là nơi nuôi dưỡng ước mơ Cũng như chứng kiến sự trưởng thành mỗi ngày Để anh có được những thành quả hiện tại Chính vì thế Dù hiện tại đã có cho riêng mình Một căn hộ khang trang ở quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh Nhưng ngôi nhà vườn này vẫn lưu giữ một kỷ niệm rất đặc biệt Mà không gì có thể thay thế được Đối với cuộc đời lẫn sự nghiệp của ca sĩ Lâm Hùng Điều đặc biệt hơn, đây cũng chính là nơi đặt phần mộ, nơi yên nghỉ của đấng sinh thành nam ca sĩ. Dù công việc bận rộn, nhưng nam ca sĩ vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian để có thể trở về chăm sóc vườn tược, nhà cửa, cũng như chăm sóc mộ phần của ba mẹ. Những phiên đá cẩm thạch trắng trong mộ phần của ba mẹ đều được anh cất công chọn lựa tại Đà Nẵng, rồi thuê xe trở về quê nhà Kiên Giang để tự tay sửa sang cho nơi an nghỉ của ba mẹ một cách chỉnh chu nhất được biết lúc sinh thời ba mẹ của lâm hùng làm nghề đi buôn trên ghe thuyền có tiếng ra rạch giá đó cũng là lý do để nam ca sĩ chọn hình ảnh này để xây phần mộ cho đánh sinh thành phòng khách của nhà ca sĩ lâm hùng đơn giản với bộ bàn ghế và tủ thờ được làm từ gỗ quý đắt tiền sân vườn rộng thênh thang với lối đi đá và hai bên là thảm cỏ cùng cây cối mát rượi chia sẻ về ngôi nhà vườn bình yên và đầy kỷ niệm này nam ca sĩ nói thêm những lúc tìm về Căn nhà cho tôi cảm giác bình yên đến lạ luôn. Chính không gian này giúp tôi tạm quên đi những bộn bề của cuộc sống, cho tôi phút giây thư giãn thật sự. Đây cũng chính là nơi mang đến tôi nhiều cảm hứng sáng tác, giúp tôi quên đi những tất bật của nhịp sống Sài Gòn. Vì tính chất công việc, Lâm Hùng không thường xuyên có mặt ở nhà, chính vì thế anh đã thuê người chăm sóc trong coi nhà vườn cũng như nơi an nghỉ của ba mẹ để mọi thứ luôn chỉnh chu nhất.